Triều Tiên, quốc gia bí ẩn mạnh bạo bước ra vũ đài thế giới, trở thành biến số khó lường trong xung đột Ukraine. Đây là phúc huy hoàng hay màn thiêu thân? Hàn Quốc nói chủ tịch Kim Jong Un bán đứng quân đội, biến Triều Tiên trở thành bia đỡ đạn giữa sa trường. Có phải trục quân sự Nga Triều Tiên đang hình thành? Moscow có đang tung chiêu vắt chanh bỏ vỏ? Triều Tiên càng bạo gan, Hàn Quốc càng nóng mặt. Seoul đòi trao vũ khí tận tay để Ukraine đánh Nga, thế nhưng Moscow xem đó chỉ là cúi bỏ bể. Hàn Quốc còn cùng Mỹ diễu võ dương oai, hàng chục UAV tiêm kích áp sát biên giới Triều Tiên, tình hình bán đảo tiếp tục tăng nhiệt. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Trung Quốc nói gì? Tại Trung Đông, khói cuồn cuộn, lửa dữ thắp sáng ngoại ô Beirut trong đêm. IDF bắt sống hơn 200 phiến quân Gaza, chọc thủng hang ổ xạ thủ Hezbollah. Israel sắp tấn công Iran sẽ cho thế giới thấy toàn bộ sức mạnh. Những diễn biến khác, Indonesia xua đuổi tàu Trung Quốc, có phải Ấn Độ quay đầu, vỡ mộng với Mỹ và đang xích lại gần Trung Quốc? Hãy tìm hiểu kênh sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế, nơi chúng tôi tổng hợp những diễn biến không thể bỏ lỡ trên thế giới. Thưa quý vị, gần đây, Triều Tiên chiếm sóng trên diễn đàn quốc tế khi đưa thẳng quân lẫn khí tài đến chiến trường bỏng sát Đông Âu, nơi Ukraine và Nga giao chiến suốt hơn 2 năm qua và chưa có dấu hiệu phản hồi. Triều Tiên, quốc gia bí ẩn và hứng chịu vô vàn lệnh trừng phạt khắc nghiệt trên trường quốc tế, bất ngờ thể hiện vai trò đáng kể ở một trong những điểm nóng quân sự lớn nhất toàn cầu hiện nay. Tuy nhiên, có thể đây là một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Hàn Quốc, đất nước mà Triều Tiên xem là thù địch, cho rằng lính Triều Tiên đang bị biến thành bia đỡ đạn và Chủ tịch Kim Jong-un đã bán đứng quân đội của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-hyun hôm 24 tháng 10 đã gọi viện quân Triều Tiên được gửi sang Nga là lính đánh thuê và phải chịu cảnh làm bia đỡ đạn, đồng thời cáo buộc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bán đứng quân đội của mình cho một cuộc chiến phi lý. Thông điệp trên được ông Kim đưa ra một ngày sau khi cơ quan tình báo quốc gia thông báo với các nghị sĩ rằng khoảng 3.000 binh lính Triều Tiên được cho là đã được điều sang Nga để hỗ trợ cuộc chiến tại Ukraine. Bộ trưởng nói, khi binh lính được điều động ra nước ngoài, họ thường giữ nguyên chủ chỉ huy của quốc gia mình và tự hào khi tham gia các hoạt động quân sự với quân phục, phù hiệu và cờ của đất nước. Trái lại, Triều Tiên đang ngụy trang dưới quân phục Nga và hoạt động dưới sự chỉ huy của quân đội Nga mà không có bất kỳ quyền chỉ huy tác chiến nào. Họ chỉ được coi là lính đánh thuê và trở thành bia đỡ đạn. Kim Jong-un đã bán quân đội của nhân dân mình cho một cuộc chiến phi pháp. Tuần trước, một tổ chức thuộc chính phủ Ukraine công bố đoạn video cho thấy các binh lính châu Á nói giọng Triều Tiên đang nhận trang thiết bị tại một địa điểm mà tổ chức này mô tả là khu huấn luyện ở vùng Viễn Đông nước Nga. Nhà Trắng hôm 23 tháng 10 xác nhận Triều Tiên đã gửi ít nhất 3.000 binh lính đến miền Đông nước Nga hồi đầu tháng này và họ đang được huấn luyện. Cơ quan tình báo Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên sẽ gửi tổng cộng khoảng 10.000 binh lính đến Nga từ nay đến tháng 12. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết rất khó để xác định vị trí cụ thể của binh lính Triều Tiên tại Nga vì họ đang được phân tán. Ông lưu ý Triều Tiên có thể gửi thêm quân vào năm tới. Bộ trưởng Kim cũng nêu khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM theo quỹ đạo bình thường trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng tới. Các chuyên gia lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể thực hiện các vụ thử vũ khí lớn, chẳng hạn như phóng tên lửa liên lục địa ICBM trước ngày bầu cử Mỹ. Mục tiêu là gia tăng sức mạnh đàm phán trong các cuộc thỏa thuận tiềm năng với Washington trong tương lai. Những phát biểu của ông Kim được đưa ra một ngày sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-un kiểm tra các tên lửa ICBM và tên lửa siêu thanh trong chuyến thăm các căn cứ tên lửa chiến lược. Trong chuyến kiểm tra, lãnh đạo Triều Tiên một lần nữa kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chiến tranh của đất nước. Truyền thông nước này cho biết, Triều Tiên và Nga chưa bình luận về thông điệp mới nhất của Bộ trưởng Hàn Quốc. Bốc hỏa, Hàn Quốc còn nêu khả năng đưa quân sang tận chiến trường Ukraine để giám sát lính Triều Tiên, đồng thời chuyển vũ khí cho Kiev chống Nga. Tuy nhiên, Moscow tự tin khẳng định nguồn cung vũ khí của Seoul không thể thay đổi kết quả cuộc chiến. Theo TASS, đại sứ Nga tại Seoul, Georgi Zinovyev khẳng định, việc Seoul cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ không thay đổi kết quả cuộc xung đột, nhưng sẽ thay đổi bản chất quan hệ giữa Nga và Hàn Quốc, cũng như phá hủy triển vọng khôi phục quan hệ song phương. Cho đến nay, Hàn Quốc đã viện trợ tài chính và nhân đạo cho Ukraine, nhưng chưa cung cấp vũ khí sát thương. Nhà ngoại giao nói không thể xác nhận những báo cáo về việc lính Triều Tiên được đưa đến Nga và nhấn mạnh rằng những bằng chứng mà các bên đưa ra vẫn chưa thuyết phục. Theo ông Zinovyev, Ukraine đang thúc đẩy chiến dịch kêu gọi hỗ trợ dựa trên các báo cáo nói trên. Điều này xuất phát từ tình thế tuyệt vọng của họ, với mục đích thúc đẩy các đối tác phương Tây tăng cường hỗ trợ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 10 tháng 10 nói thông tin về lính Triều Tiên chuyển đến Nga chỉ là chiêu trò truyền thông. Tuy nhiên, giữa căng thẳng, đại sứ Georgi Zinovyev vẫn đều bật cơ hội hàn gắn quan hệ giữa Nga và Hàn Quốc.
Ông Zinoviev nói khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu, Seoul đã tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga của phương Tây và bị đưa vào danh sách các quốc gia không thân thiện của Nga. Tuy nhiên, đại sứ vẫn hy vọng quan hệ hai nước sẽ trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh trong tương lai. Ông kêu gọi cứu quan hệ song phương khỏi sự sụp đổ hoàn toàn, điều đã xảy ra trong quan hệ của Nga với các nước phương Tây khác. Trước đó, Moscow đã cảnh báo rằng việc Hàn Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ phá hủy mối quan hệ song phương. Và khi Triều Tiên gây một hành động quyết đoán, Hàn Quốc cùng các đồng minh cũng siết nắm đấm, tăng khả năng răn đe. Trang tin Avia Pro hôm 24 tháng 10 cho biết, hàng chục UAV và tiêm kích đã quần thảo gần biên giới Triều Tiên. Ngày 21 tháng 10, Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với Mỹ, mang tên Freedom Flash. Không quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận huy động khoảng 110 máy bay, bao gồm các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35, cũng như các loại máy bay quân sự tiên tiến khác. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 11, với mục tiêu chính là tăng cường khả năng phòng thủ của bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực. Hàn Quốc sẽ triển khai các máy bay chiến đấu F-35A và F-15K, trong khi Mỹ điều tiêm kích F-35B và F-16, cùng với các phương tiện bay không người lái áp điệu MQ-9. Một phần quan trọng của cuộc tập trận là sự phối hợp giữa các lực lượng không quân trong các điều kiện chiến đấu mô phỏng, bao gồm tiếp nhiên liệu và diễn tập chung trên không. Tuần đầu tiên của cuộc tập trận sẽ tập trung vào lập kế hoạch nhiệm vụ và điều phối giữa lực lượng hai quốc gia. Tuần thứ hai sẽ bao gồm các bài tập cận chiến và diễn tập phòng thủ trên không, cho phép không quân Hàn Quốc và Hoa Kỳ nâng cao kỹ năng đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Một trong những đặc điểm nổi bật của cuộc tập trận là lần đầu tiên các chiến đấu cơ và máy bay không người lái được triển khai chung. Điều này đánh dấu một giai đoạn phát triển trong chiến thuật phối hợp giữa các loại trang thiết bị quân sự khác nhau và có thể nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động trong các điều kiện thực chiến. Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản hồi về cuộc tập trận quân sự ở biên giới của mình. Trước những diễn biến căng như dây đàn, hiện nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 24 tháng 10 nói họ không nắm rõ việc binh lính Triều Tiên có mặt ở Nga. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, khi được phóng viên hỏi liệu có binh lính Triều Tiên ở Nga hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Chi nói Bắc Kinh không biết về tình hình này. Quan điểm của Trung Quốc về khủng hoảng Ukraine vẫn nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên thúc đẩy giảm leo thang tình hình và cam kết tìm kiếm giải pháp chính trị. Chi tiết hơn về hoạt động triển khai quân của Bình Nhưỡng, các báo cáo chỉ ra lính Triều Tiên tại Nga có thể nhận mức lương hàng tháng khoảng 2.000 đô la. Theo nguồn tin CNN và hãng thông tấn Deutsche Welle của Đức, những người lính nước ngoài được Nga thuê có mức lương dao động từ 2.000 đến 3.000 đô la. Trong khi đó, những người lính Nga cũng kiếm được số tiền tương tự, 200.000 rúp tương đương 2.070 đô la mỗi tháng. Mặc dù các điều kiện cụ thể mà Triều Tiên và Nga ký hợp đồng triển khai vẫn chưa rõ ràng, nhưng cách đối xử với những người lính Triều Tiên được triển khai có thể xem xét qua cách Nga đối xử với những tân binh nước ngoài trong quá khứ. Thông thường, những người lính nước ngoài nhận được ít tiền thưởng hơn đáng kể so với công dân Nga khi họ mới nhập ngũ. Một người lính từ Sri Lanka được cho là sẽ nhận được khoản thanh toán một lần 2.000 đô la, trong khi những người lính Nga nhận được tới 1,9 triệu rúp, tương đương 20.000 đô la, tạo ra sự chênh lệch khoảng 10 lần. Những người lính Triều Tiên được cho là cũng được trả lương thấp tương tự, chỉ nhận được khoảng 2.000 đô la mỗi tháng cùng với tiền lương thưởng tối thiểu. Theo kinh nghiệm của những người lao động Triều Tiên ở nước ngoài, phần lớn thu nhập của họ có khả năng được chuyển trở lại cho chính phủ. Qua lời khai của những người đào tẩu được đưa vào báo cáo nhân quyền Triều Tiên năm 2024, những người lao động này thường bị buộc phải giao nộp hơn 70% thu nhập của họ, mặc dù phải chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt. Trong trường hợp thương vong, không chắc chắn liệu những người lính Triều Tiên có nhận được khoản bồi thường giống như những người lính Nga hay không. Cơ quan truyền thông quân sự World on the Rock đã đưa tin rằng khi những người lính Nepal tử trận trong chiến đấu, chính quyền Nga đã thông báo cho gia đình họ qua điện thoại mà không cung cấp tiền bồi thường. Thực tế, tránh trả tiền bồi thường này là một lý do quan trọng khiến Nga ngày càng sử dụng nhiều lính nước ngoài. Hiện tại, hầu hết những người lính nước ngoài được Nga tuyển dụng đều đến từ các quốc gia có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Petro Yashchenko, người giám sát tù nhân chiến tranh Ukraine lưu ý rằng hiện có khoảng 10 lính đánh thuê nước ngoài từ các quốc gia như Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Nepal và Cuba đang bị giam giữ như tù binh chiến tranh ở Ukraine. Quân đội Triều Tiên có tinh nhuệ hay không? Theo cơ quan tin báo Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã liên tục tăng cường năng lực tác chiến đặc biệt trong thời gian qua, bao gồm các đơn vị chuyên biệt được thiết kế để nhắm mục tiêu vào những cá nhân có giá trị cao ở Hàn Quốc. Lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên với số lượng khoảng 200.000 người, gấp 4 lần quy mô lực lượng tác chiến đặc biệt 50.000 người của Hoa Kỳ. Những quân đội tinh nhuệ này thường được bố trí ở các vị trí tiền phương, sẵn sàng huy động trong trường hợp xảy ra xung đột.
theo nội dung sách trắng quốc phòng năm 2018 của Triều Tiên, sự có mặt của lực lượng đặc nhiệm lần đầu được công nhận, nêu bật sự tập trung ngày càng tăng của chế độ vào chiến tranh phi truyền thống. Những báo cáo từ tháng 11 năm 2016 của các phương tiện truyền thông nhà nước đã nêu chi tiết về việc lãnh đạo Kim Jong-un giám sát tiểu đoàn tác chiến đặc biệt của đơn vị quân đội 525, thường được gọi là đơn vị ám sát. Năng lực của lực lượng đặc biệt của Triều Tiên cũng được thảo luận trong một cuộc họp kín vào ngày 8 tháng 2 năm 2011, có sự tham dự của Ủy ban Quốc phòng Hàn Quốc và Watershaf, cựu chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Ông Watershaf xác nhận lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên bao gồm khoảng 200.000 quân nhân, trong đó có 60.000 quân được chỉ định cho các hoạt động đặc biệt cấp cao, chẳng hạn như những người chịu trách nhiệm đánh chìm tàu Cheonan. 140.000 quân còn lại được phân loại là bộ binh hạng nhẹ, nổi tiếng với khả năng xâm nhập nhanh chóng bằng thiết bị hạng nhẹ ở các khu vực miền núi và thành thị. Cốt lõi của năng lực hoạt động đặc biệt của Triều Tiên là quân đoàn bão táp Storm Corporations. Nhiệm vụ chính của Storm Corporations là xâm nhập và phá hoại các khu vực hậu phương cùng với những cơ sở quan trọng trong thời chiến. Có suy đoán rằng quân đội Bắc Triều Tiên được gửi đến Nga có thể được giao nhiệm vụ xâm nhập hậu phương, có khả năng tham gia vào các hoạt động giành lại lãnh thổ ở tỉnh Kursk. Các nhà chức trách quân sự Hoa Kỳ và Hàn Quốc ước tính rằng ngoài quân đoàn bão táp còn có khoảng 60.000 lính đặc nhiệm của Bắc Triều Tiên thuộc đơn vị truy quét đang tham gia vào các hoạt động một cách tích cực. Theo trang tin Viewers Global, đơn vị truy quét sở hữu tên gọi này vì khả năng tấn công và quét sạch lực lượng đối phương một cách nhanh chóng. Tình báo Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ hoạt động và di chuyển của các đơn vị tinh nhuệ này. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập một cuộc họp khẩn cho rằng động thái của Triều Tiên gây mối đe dọa an ninh nghiêm trọng không chỉ với Hàn Quốc mà còn với cộng đồng quốc tế. Asia Times cho rằng một trục quân sự Nga và Triều Tiên đã hình thành. Tuy nhiên, chuyên gia chỉ ra màn hợp tác này có thể đổ vỡ khi kho vũ khí của Bình Nhưỡng cạn kiệt. Trước khi quyết định gửi lực lượng vũ trang hỗ trợ Nga, Bình Nhưỡng đã vận chuyển một lượng lớn vũ khí và đạn dược. Những điều này xuất phát từ liên minh an ninh được củng cố trong chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 năm ngoái. Theo Asia Times, dù thông tin về những gì Moscow đồng ý cung cấp cho Triều Tiên vẫn chưa rõ ràng, có lý do để tin rằng Nga đã từ bỏ các cam kết lâu dài về không phổ biến và tránh sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều này càng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại hơn khi căng thẳng dọc theo biên giới liên Triều cũng gia tăng. Bình Nhưỡng đã chính thức từ bỏ mục tiêu thống nhất hòa bình. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thảo luận với Tổng thống Hàn Quốc về khả năng Triều Tiên gửi quân đến Ukraine. Ông nhấn mạnh, việc Triều Tiên đưa quân tham chiến cùng Nga ở Ukraine đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng. Triều Tiên trước đây đã có nhiều lần gửi cố vấn quân sự, thậm chí là chiến binh đến nhiều cuộc xung đột trên thế giới, như tham gia chiến đấu ở Ai Cập chống lại Israel, và gần đây là sát cánh với chế độ Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến Syria. Mặc dù có một số hoài nghi về việc Triều Tiên sẽ triển khai lượng quân lớn đến chiến trường Đông Âu, nhưng nguồn đạn dược mà Bình Nhưỡng gửi cho Nga vốn đã đóng vai trò quan trọng. Theo ước tính của phương Tây, Triều Tiên đã cấp khoảng 1 triệu quả đạn pháo và tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga, chiếm khoảng 25% tổng số đạn dược mà Nga sử dụng. Bình Nhưỡng và Moscow bác bỏ điều này. Và đây là một liên minh hay chỉ là một cuộc hôn nhân thuận tiện? Trong đó, mỗi bên đều có lợi ích riêng. Mời quý vị theo dõi phân tích của chuyên gia dưới đây. Một số nhà phân tích cho rằng kho dự trữ của Triều Tiên có thể sớm cạn kiệt và điều này sẽ giới hạn tầm ảnh hưởng của trục quân sự Nga-Triều. Bruce Benef, nhà phân tích của tập đoàn Rand, lập luận rằng đây không phải là một liên minh vững chắc mà chỉ là một cuộc hôn nhân thuận tiện. Liên minh này có thể tan rã khi nguồn cung cấp đạn dược của Triều Tiên cạn kiệt. Ông chỉ ra rằng Trung Quốc không mấy hài lòng với mối quan hệ này, đặc biệt là khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tìm cách tái diễn các trò chơi chiến tranh lạnh như cách mà ông Kim Nhật Thành, nhà sáng lập Triều Tiên, đã từng làm, khi nỗ lực cân bằng quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo Asia Times, bất chấp mọi diễn biến, Nga đang phát đi tín hiệu về một cam kết vững chắc với trục quân sự này ở mức chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh Triều Tiên. Trong chuyến thăm hồi tháng 6 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nước đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, bao gồm một điều khoản phòng thủ chung. Ông Putin đã trình Hiệp ước này lên Hạ viện Nga để phê chuẩn vào ngày 14 tháng 10. Khi được hỏi liệu Nga có can dự vào xung đột trên bán đảo Triều Tiên hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định hai quốc gia sẽ tham gia vào hợp tác chiến lược sâu rộng trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả an ninh. Mặt khác, chuyến thăm của Tổng thống Putin và việc Nga-Triều ký kết hiệp ước đã dấy lên nhiều suy đoán về những gì Nga có thể cung cấp cho Triều Tiên, đặc biệt là về công nghệ quân sự và chương trình tên lửa hạt nhân.
các nhà quan sát đã theo dõi các chuyến bay bí ẩn của máy bay Nga tới Triều Tiên và những chuyến thăm của các quan chức quốc phòng cấp cao nhằm tìm kiếm dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang giúp Triều Tiên giải quyết các vấn đề trong quá trình thử nghiệm tên lửa. Việc Nga hỗ trợ Triều Tiên cải tiến hệ thống phóng tên lửa hạt nhân sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách của Điện Kremlin. Trước đây, Moscow thường phản đối việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Cuộc chiến Ukraine dường như đã dẫn đến sự thay đổi rõ rệt trong chính sách hạt nhân của Nga. Hiện đang có nhiều thảo luận cấp cao về việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường. Điều này cũng phản ánh tuyên bố của Triều Tiên về việc sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, ngay cả trong xung đột với Hàn Quốc. Mức độ tương tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên đã vượt xa những gì từng thấy trong nhiều thập kỷ. Chuyến thăm gần đây của một tàu hải quân Nga đến Chongjin để đưa binh lính Triều Tiên tới Nga là sự kiện đầu tiên kể từ năm 1990. Mặc dù còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về bản chất của trục quân sự ngày càng sâu rộng giữa Triều Tiên và Nga, nhưng những gì đang diễn ra cho thấy đây là một sự leo thang nguy hiểm, không chỉ đối với cuộc chiến tại Ukraine mà còn đối với an ninh và sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên trong tương lai. Đáng chú ý, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo NATO sẽ đối mặt với thảm họa từ vũ khí hủy diệt của Nga nếu liên minh này đưa quân tham chiến tại Ukraine. Ông Lukashenko cho biết, nếu tình hình xung đột trở nên xấu đi, Moscow có thể sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả cứng rắn để bảo vệ lợi ích chính đáng và ngăn xung đột leo thang. Thông tin do Aviapro đăng tải vào hôm 24 tháng 10. Những vũ khí nguy hiểm nhất hiện đang được cất giữ có thể được sử dụng nếu phương Tây quyết định thực hiện những động thái thiếu suy nghĩ. Ông Lukashenko cho biết và khẳng định đây sẽ là thảm họa tàn khốc cho toàn bộ khu vực. Tổng thống Belarus nhấn mạnh rằng Điện Kremlin cần sự đảm bảo từ phương Tây nếu lệnh ngừng bắn được thiết lập. NATO sẽ không cung cấp cho Ukraine đạn dược và vũ khí mới để tái trang bị cho lực lượng vũ trang nước này. Theo ông, chỉ có những đảm bảo như vậy mới có thể ngăn chặn leo thang hơn nữa và cho phép đạt được hòa bình bền vững. Đáp lại, Kiev tuyên bố không có ý định đàm phán theo các điều kiện có lợi cho Moscow. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế, tiếp tục là những diễn biến bùng cháy ở Trung Đông. Thưa quý vị, Reuters ghi nhận vào hôm nay ngày 24 tháng 10, những cột khói cao đen kịt tiếp tục bốc lên ở ngoại ô thủ đô Beirut của Liban khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Trung Đông, thúc đẩy đàm phán ngừng bắn ở cả Liban và Gaza. Israel tiếp tục càn quét vùng ngoại ô phía nam Beirut hôm 23 tháng 10 và Hezbollah công bố lần đầu tiên phóng tên lửa dẫn đường chính xác vào các mục tiêu của Israel. Các cuộc tấn công ở rìa Beirut khiến lửa bùng lên, thắp sáng cả trời đêm, ngay sau khi phát ngôn viên quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán. Các cuộc giao tranh đang leo thang khi Washington thực hiện nỗ lực sau cùng nhằm thúc đẩy hòa bình giữa Israel và các nhóm do Iran hậu thuẫn, gồm Hezbollah và Hamas, trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11, sự kiện có thể thay đổi chính sách của Mỹ. AP cập nhật hôm 23 tháng 10, máy bay phản lực của Israel tấn công các tòa nhà tại thành phố ven biển Tyre, phía nam Lebanon. Quân đội Israel ban hành cảnh báo sơ tán vài giờ trước khi tấn công hàng chục tòa nhà ở trung tâm thành phố này. Họ yêu cầu người dân di chuyển về phía bắc sông Awali. Vì vậy, hiện không có báo cáo thiệt hại về người. Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA, cùng thời điểm đó, Israel không kích thị trấn Maraki gần thành phố Tyre và khiến 3 người thiệt mạng. Phía Hezbollah cũng không nhún nhường, tổ chức này tiếp tục phóng thêm nhiều tên lửa vào Israel. Hai quả tên lửa đã bị chặn khi lao đến gần Tel Aviv, tạo nên một đám khói đen lớn trên trời Lebanon. Có thể nhìn thấy đám khói này từ khách sạn, nơi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang lưu trú. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa tuyên bố bắt sống hơn 200 phần tử cực đoan ở dải Gaza, tấn công hơn 160 mục tiêu của Hezbollah. Đồng thời, Tel Aviv cũng phát hiện nơi ẩn náu của các xạ thủ Hezbollah. Trong những ngày qua, lực lượng phòng vệ Israel IAF cho biết họ đã bắt hơn 200 phiến quân từ Gaza và tấn công hơn 160 mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon, trừ khử 20 chiến binh chỉ trong một ngày. IDF cho biết thêm, họ cũng phát hiện ra nơi ẩn náu của các tay súng Hezbollah, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí như AK-47 và tên lửa phát vai. Bên cạnh đó, các cơ sở tàng trữ vũ khí với hàng trăm tên lửa chống tăng, đạn cối và thuốc nổ đã bị phá hủy. Lực lượng này tuyên bố đạt được nhiều thành công ở dải Gaza, nơi họ đã tiêu diệt nhiều chiến binh và phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas. Về đòn trả đũa Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói kế hoạch không kích đáp trả sẽ khiến cả thế giới hiểu rõ sức mạnh quân sự của Israel. Trong hơn 3 tuần, Trung Đông nín thở chờ phản ứng của Israel trước cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10, một đòn trả đũa cho việc Israel triệt hạ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Khi đến thăm các phi đội tại căn cứ không quân Hezerim hôm 23 tháng 10, ông Gallant khẳng định Israel vẫn có ý định tấn công đáp trả và nói với các phi công rằng sau khi chúng ta tấn công Iran, mọi người ở Israel và khắp nơi trên thế giới sẽ hiểu rõ những gì các bạn đã chuẩn bị. Sau đó, chia sẻ trên nền tảng xã hội X, ông nhấn mạnh mọi kẻ thù cố làm tổn hại nhà nước Israel đều phải trả giá đắt.
Danh sách về các mục tiêu là nội dung quan trọng trong các cuộc tranh luận kéo dài giữa các nhà lãnh đạo Israel và chính quyền Mỹ. Washington kêu gọi Tel Aviv không tấn công cơ sở hạ tầng công nghiệp dầu mỏ hoặc chương trình hạt nhân của Iran. Hoa Kỳ lo ngại về khả năng xảy ra xung đột leo thang không hồi kết, đặc biệt trong hai tuần cuối trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Đài CCTV đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 23 tháng 10 tuyên bố Bắc Kinh sẽ kiên định phát triển hợp tác quan hệ hữu nghị với Iran, bất kể tình hình quốc tế và khu vực thay đổi ra sao. Thông điệp trên được ông Tập đưa ra khi có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 diễn ra tại thành phố Kazan của Nga. Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức kể từ khi nhóm này mở rộng thành viên. Iran gia nhập cơ chế hợp tác thị trường mới nổi hồi đầu năm nay. Tại cuộc gặp, ông Tập khẳng định Trung Quốc sẽ kiên định với quyết tâm phát triển hợp tác hữu nghị với Iran. Iran là một quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế, đồng thời cũng là một người bạn và là đối tác đáng tin cậy của Trung Quốc. Trong bối cảnh những biến động chưa từng thấy trong suốt một thế kỷ vẫn đang diễn ra nhanh chóng, tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Trung Quốc-Iran càng trở nên rõ nét hơn. Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng, bất kể tình hình quốc tế hay khu vực có thay đổi thế nào, Trung Quốc sẽ luôn kiên định trong việc phát triển hợp tác hữu nghị với Iran. Chúng tôi xin chúc mừng và hoan nghênh sự tham gia của Iran tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này với tư cách là thành viên chính thức và chúng tôi sẵn sàng tăng cường hợp tác với Iran trong khuôn khổ cơ chế hợp tác BRICS. Về phía Iran, Tổng thống Pezeshkian cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Iran đã trở thành thành viên chính thức của BRICS. Chúng tôi cảm ơn Trung Quốc đã ủng hộ để chúng tôi gia nhập chính thức vào cơ chế hợp tác BRICS. Hai nước chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn trong khuôn khổ này. Cũng trong ngày 23 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Ông khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng trở thành một người bạn chân thành và là một đối tác thân thiết với Ai Cập. Theo đài CCTV, trong cuộc gặp, ông Tập đã chúc mừng và hoan nghênh sự tham gia của Ai Cập tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần đầu tiên với tư cách là thành viên chính thức. Nhà lãnh đạo chỉ ra, năm nay đánh dấu năm đối tác của Trung Quốc, Ai Cập và là kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trung Quốc kiên định ủng hộ Ai Cập trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của mình. Theo Chủ tịch Tập, hai nước nên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau một cách vững chắc, củng cố niềm tin chính trị, làm sâu sắc thêm hợp tác thực tiễn, cùng xây dựng sáng kiến vành đai và con đường chất lượng cao, tăng cường giao lưu nhân dân và văn hóa, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương, cùng nhau hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc, Ai Cập trong kỷ nguyên mới. Ông Tập khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp với Ai Cập để thúc đẩy sự phát triển ổn định và dài hạn về hợp tác BRICS, tăng cường sức ảnh hưởng và nâng cao tiếng nói của các nước Nam bán cầu và bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển. Tổng thống Ai Cập Sisi một lần nữa chúc mừng kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ai Cập và Trung Quốc cách đây 10 năm, hai nước đã đạt được nhiều kết quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Ông nói, nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng Trung Quốc là người bạn chân thành nhất của Ai Cập và các quốc gia châu Phi và cảm ơn Bắc Kinh vì sự hỗ trợ quý báu dành cho Ai Cập. Ai Cập kiên định tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng hàng đầu của vấn đề Đài Loan đối với Trung Quốc, ông nói thêm. Bên cạnh đó, Ai Cập sẵn sàng tiếp tục đồng bộ hóa các chiến lược phát triển của mình với sáng kiến vành đai và con đường, tăng cường hơn nữa hợp tác thực tiễn trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Ông cảm ơn Trung Quốc đã ủng hộ việc Ai Cập gia nhập chính thức vào cơ chế hợp tác BRICS và bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp đa phương với Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển và Nam bán cầu, đồng thời thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn. Hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại ở Trung Đông. Ông Tập cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình trong khu vực, lưu ý rằng vấn đề Palestine là cốt lõi của bất ổn Trung Đông. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và chấm dứt giao tranh ở Gaza càng sớm càng tốt. Chỉ bằng cách thực hiện giải pháp hai nhà nước mới có thể thúc đẩy giải quyết toàn diện, công bằng và lâu dài vấn đề Palestine trong thời gian sớm nhất, ông nói. Trung Quốc đánh giá cao những nỗ lực của Ai Cập nhằm thúc đẩy ngừng bắn và kết thúc chiến tranh và sẵn sàng tăng cường phối hợp và hợp tác với Ai Cập để cùng thúc đẩy chấm dứt sớm xung đột Palestine-Israel và giảm bớt tình hình khu vực, lãnh đạo Trung Quốc chia sẻ. Chuyển sang căng thẳng trên Biển Đông. Thưa quý vị, Newsweek hôm 24 tháng 10 đưa tin Indonesia đã trục xuất một tàu hải cảnh Trung Quốc khỏi vùng biển của mình sau khi cáo buộc can thiệp vào hoạt động khảo sát địa chấn. Indonesia cho biết một tàu do công ty dầu khí nhà nước PT Pertamina vận hành đang thực hiện các hoạt động khảo sát ở khu vực phía bắc vùng đặc quyền kinh tế EEZ, nơi được đổi tên thành Biển Bắc Natuna vào năm 2017.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, tranh chấp với nhiều nước Đông Nam Á. Mặc dù lực lượng Indonesia ít va chạm với Trung Quốc hơn Philippines, nhưng các vụ tranh chấp trên biển vẫn là một vấn đề thường xuyên gây căng thẳng. Lực lượng tuần duyên Indonesia cho biết họ đã nhận được thông tin rằng tàu số hiệu 5402 của Hải cảnh Trung Quốc đang phá hoại các hoạt động khảo sát của Jakarta và đã điều lực lượng chấp pháp đến hiện trường. Khi còn cách tàu Trung Quốc khoảng 8 dặm, phía Indonesia đã phát cảnh báo qua radio yêu cầu đối phương rời đi. Đáp lại, tàu Trung Quốc khẳng định họ đang hoạt động trong vùng biển của mình. Indonesia sau đó điều thêm máy bay và tàu tuần tra của Hải quân nhằm trục xuất tàu của Trung Quốc. Sau một thời gian, tàu của Trung Quốc cũng rời đi. Trong một video do lực lượng tuần duyên Indonesia chia sẻ trên nền tảng xã hội X, Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với toàn bộ vùng biển và thềm lục địa. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, vùng biển đặc quyền kinh tế EEZ kéo dài 200 hải lý tính từ bờ biển của một nước, cho phép nước đó độc quyền khai thác các nguồn tài nguyên trong khu vực đó. Sea Light, một nhóm phân tích hàng hải thuộc Đại học Stanford, đã trích dẫn dữ liệu theo dõi cho thấy tàu Trung Quốc đến biển Bắc Natuna vào hôm 19 tháng 10 để thay thế một tàu Trung Quốc khác có số hiệu CCG-5302. Con tàu thường bị Indonesia tố cản trở các nỗ lực khảo sát của Indonesia trong nhiều ngày. Giám đốc Sea Light Ray Powell cho biết, đến trưa ngày 22 tháng 10, tàu CCG-5402 đã di chuyển ra khỏi khu vực gần Indonesia. Sau đó, nó vẫn tiếp tục bị tuần duyên Indonesia theo dõi chặt chẽ. Từ lâu, Trung Quốc luôn tự hào về việc sở hữu đội tàu tuần duyên lớn nhất thế giới, thường xuyên triển khai xa bờ để khẳng định cái gọi là yêu sách lãnh thổ của mình. Những con tàu này thường được trang bị vũ khí hạng nặng và tham gia vào chiến thuật vùng xám. Đáng chú ý, sự cố chạm trán giữa tuần duyên hai nước diễn ra vào lúc ông Prabowo Subianto nhậm chức tổng thống thứ 8 của Indonesia, một buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính. Ở diễn biến khác, Asia Times hôm 24 tháng 10 chỉ ra, trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi, chính sách đối ngoại của Ấn Độ đã có những thay đổi đáng kể, đặc biệt là trong quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự thay đổi này là Ấn Độ có thể nhận thấy việc liên kết quá chặt chẽ với Hoa Kỳ không mang lại lợi ích như mong đợi. Do đó, chính phủ của ông Modi đang dần chuyển hướng sang Trung Quốc. Theo Asia Times, ban đầu chính phủ Modi đã nỗ lực tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ, thể hiện qua hàng loạt thỏa thuận nền tảng được ký kết giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ năm 2016. Đây có thể là một phần trong chiến lược xoay trục sang châu Á của Washington dưới thời Tổng thống Barack Obama nhằm kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, việc Ấn Độ gần gũi hơn với Mỹ đã khiến Trung Quốc lo ngại, dẫn đến những căng thẳng biên giới gia tăng, bao gồm các cuộc đối đầu khốc liệt tại các khu vực tranh chấp là Doklam và sau đó là đụng độ đẫm máu tại Galwan vào năm 2020. Dù có những căng thẳng, ông Modi vẫn nỗ lực quản lý quan hệ với Trung Quốc thông qua các cuộc đối thoại cấp cao, bao gồm các hội nghị thượng đỉnh không chính thức với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Vũ Hán năm 2018 và Mahabalipuram 2019. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn tiếp tục ký các thỏa thuận hợp tác và củng cố thêm quan hệ đối tác với Washington. Asia Times cho biết, với diễn biến này, Trung Quốc lo ngại Ấn Độ có thể đánh mất sự tự chủ chiến lược. Về mặt kinh tế, Thủ tướng Modi có thể hy vọng rằng việc tăng cường quan hệ sẽ giúp Ấn Độ tăng trưởng đầu tư và có được quyền tiếp cận ưu tiên vào thị trường và công nghệ Mỹ. Tương tự như những gì Trung Quốc đã đạt được trong thập niên 1990, tuy nhiên điều này không thành hiện thực. Các công ty lớn của Mỹ như Ford và General Motors đã rút khỏi thị trường Ấn Độ, và việc chuyển dịch các công ty Mỹ từ Trung Quốc sang Ấn Độ không diễn ra như kỳ vọng. Thêm vào đó, nỗ lực sản xuất iPhone của Apple tại Ấn Độ gặp nhiều khó khăn. Điều này càng củng cố quan điểm rằng quan hệ kinh tế với Mỹ không mang lại lợi ích như New Delhi mong đợi. Trong khi đó, sự phụ thuộc của Ấn Độ và Trung Quốc về thương mại ngày càng tăng, cho thấy một thực tế là dù Ấn Độ có nỗ lực tách rời, nhưng quan hệ thương mại với Trung Quốc vẫn là mấu chốt cho sự phát triển kinh tế của quốc gia Nam Á. Ông Modi có chủ trương thân Mỹ, nhưng rõ ràng Trung Quốc là một đối tác không thể thiếu cho tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ. Điều này thúc đẩy New Delhi phải xem xét lại chính sách đối ngoại, dần chuyển từ việc liên kết quá chặt với Mỹ sang một mối quan hệ cân bằng hơn với Trung Quốc. Về mặt địa chính trị, Ấn Độ cũng mất đi phần lớn tầm ảnh hưởng truyền thống ở khu vực Nam Á khi liên minh với Hoa Kỳ. Mỹ không chỉ tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực Ấn Độ Dương, mà còn bị cáo buộc âm thầm làm suy yếu các chính phủ thân Ấn Độ ở Sri Lanka và Nepal. Những sự kiện nói trên khiến Ấn Độ nhận ra rằng Hoa Kỳ không hỗ trợ đầy đủ cho tham vọng của mình trong khu vực và việc duy trì tự chủ chiến lược là vô cùng quan trọng. Thêm vào đó, áp lực ngày càng gia tăng từ phía Hoa Kỳ đối với Ấn Độ trong việc cắt giảm quan hệ với Nga, đặc biệt sau cuộc chiến Ukraine, càng làm gia tăng căng thẳng. Washington thúc ép Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga và đe dọa về hậu quả lớn nếu không tuân thủ. Tuy nhiên, do nhận thức rõ sự phụ thuộc vào Nga về dầu mỏ và vũ khí, Ấn Độ đã từ chối các yêu cầu này.
Điều đó cho thấy giới hạn trong quan hệ đối tác giữa New Delhi và Washington. Trước những thách thức kinh tế và địa chính trị này, chính phủ Modi đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược của mình. Quan điểm ban đầu của ông Modi rằng việc liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ sẽ phục vụ lợi ích quốc gia của Ấn Độ đã được chứng minh là sai lầm. Những căng thẳng biên giới với Trung Quốc và các thất bại về kinh tế do liên minh này mang lại dẫn đến việc đánh giá lại các ưu tiên đối ngoại của Ấn Độ. Theo Asia Times, khi bước vào nhiệm kỳ thứ ba, ông Modi nhận thấy rằng duy trì mối quan hệ với Bắc Kinh là cần thiết cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Việc hợp tác với Trung Quốc thay vì đối đầu mang lại nhiều tiềm năng cho sự phát triển. Áp lực từ phương Tây nhằm buộc Ấn Độ rời khỏi BRICS hay từ bỏ quan hệ với Trung Quốc sẽ không thành công. Thủ tướng Modi đang tìm cách điều chỉnh chính sách đối ngoại, giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ trong khi phát triển một số mối quan hệ thực dụng hơn với Trung Quốc nhằm đạt được sự ổn định kinh tế và địa chính trị lâu dài. Thông tin khác liên quan đến khu vực châu Á. Thưa quý vị, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết hoạt động nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của hòn đảo này có thể bị tổn thương nếu một ngày nào đó Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa. Bloomberg ngày 23 tháng 10 dẫn lời lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Cố Dư Quân cảnh báo, không thể phủ nhận hoạt động nhập khẩu LNG là mắt xích yếu nhất của chúng tôi. Đài Loan cần tăng cường phòng thủ để đảm bảo hoạt động sản xuất công nghiệp trong thời gian bị phong tỏa. Những phát biểu của ông Cố Dư Quân được đưa ra hơn một tuần sau khi Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan. Một số hoạt động diễn ra trên vùng biển đối diện với các cảng chính. Những phát biểu của ông Cố Dư Quân ám chỉ đến những khó khăn mà bất kỳ cuộc phong tỏa thực sự nào của Trung Quốc cũng gây ra cho Đài Loan, nơi sản xuất các loại chip máy tính tiên tiến nhất thế giới. Hiện tại, năng lượng của Đài Loan phụ thuộc rất lớn vào khí đốt hóa lỏng LNG. Vào năm trước, Đài Loan đã nhập khẩu khoảng 21 triệu tấn nhiên liệu với giá trị khoảng 13 tỷ đô la, đứng thứ tư trên toàn cầu sau Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Vì lý do này, Đài Loan đang phải đối mặt với những lo ngại về nguồn cung năng lượng. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News vào tuần trước, lãnh đạo cơ quan lập pháp Trác Vĩnh Thái cho biết, chính quyền Đài Bắc đang xem xét lại chính sách năng lượng hạt nhân khi nhu cầu từ ngành công nghiệp sản xuất chip ngày càng tăng cao. Được biết, trong những năm gần đây, Đài Loan dần loại bỏ các lò phản ứng hạt nhân, một phần do sự thận trọng của công chúng đối với điện hạt nhân khi nước láng giềng Nhật Bản bị động đất phá hủy nhà máy Fukushima vào năm 2011. Các cuộc diễn tập của quân đội Trung Quốc vào ngày 14 tháng 10 bao gồm các khu vực ngoài khơi Cao Hùng và Đài Trung, nơi có các nhà ga LNG lớn. Trong động thái tiếp theo, Bắc Kinh không che giấu ý định tiếp tục thực hành bao vây Đài Loan, với thông báo sẽ phản ứng bất cứ khi nào bị Đài Loan khiêu khích. Theo Bloomberg, Đài Loan đang là chủ đề trọng tâm trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh đã cam kết sẽ đưa hòn đảo này vào tầm kiểm soát của mình vào một ngày nào đó, bằng vũ lực nếu cần thiết. Về phía Hoa Kỳ, từ lâu chính quyền Washington không nêu rõ ý định với Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột, một chính sách được gọi là sự mơ hồ chiến lược. Mặc dù vậy, Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần nói rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công. Những mạnh áp lực dai dẳng mà Bắc Kinh đang gây ra cho hòn đảo này. Đài Loan cho biết Trung Quốc đã điều một tàu sân bay qua eo biển vào đêm ngày 22 tháng 10. Trước đó, trong ngày 20 tháng 10, Mỹ và Canada cũng cử tàu chiến đi qua eo biển này. Chuyển sang những tin tức liên quan đến bầu cử Mỹ. Thưa quý vị, tập đoàn công nghệ đa quốc gia Microsoft cho biết một nhóm tin tặc có liên hệ với Iran đang cố nhắm vào các trang web về bầu cử Mỹ và phương tiện truyền thông của xứ sở cờ hoa trước ngày bỏ phiếu. Microsoft gọi nhóm tin tặc là Cotton Sandstorm và cho biết nhóm này có liên hệ với quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Nhóm xâm nhập đang thăm dò để hạn chế nhiều trang web liên quan đến bầu cử ở một số tiểu bang chiến trường giấu tên, báo cáo cho biết. Phát ngôn viên phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết, những cáo buộc như vậy về cơ bản là vô căn cứ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Iran không có động cơ cũng như ý định can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, người phát ngôn nói thêm. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, đơn vị đang điều phối nỗ lực của Liên bang Mỹ nhằm bảo vệ cuộc bầu cử khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài, cảnh báo. Các tác nhân nước ngoài, đặc biệt là Nga, Iran và Trung Quốc vẫn đung đấu ý định thổi bùng những câu chuyện gây chia rẽ người Mỹ và làm suy yếu niềm tin của người dân vào hệ thống dân chủ của đất nước. Khảo sát mới đây cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri gốc Á có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc đua tổng thống Mỹ sắp tới khi phó tổng thống Kamala Harris dẫn trước đối thủ Trump với tỷ lệ ủng hộ áp đảo trong nhóm cử tri này. Theo cuộc thăm dò của tổ chức nghiên cứu NORC tại Đại học Chicago vào tháng 9, có 66% người Mỹ gốc Á cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho bà Harris trong kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11, trong khi chỉ có 28% bày tỏ ủng hộ cho ông Trump. Cuộc khảo sát được tiến hành sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào tháng 7 và bà Harris trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Đây là cuộc khảo sát lớn đầu tiên về các cử tri gốc Á và các đảo Thái Bình Dương kể từ khi ông Biden rút lui, và kết quả cho thấy sự gia tăng đáng kể, sự ủng hộ của cử tri gốc Á dành cho đảng Dân Chủ. Cụ thể, cuộc thăm dò cho thấy bà Harris được đánh giá cao trong việc xử lý quan hệ Mỹ-Trung, với 47% cử tri gốc Á tin rằng bà sẽ làm tốt hơn ông Trump trong vấn đề này.
Bên cạnh đó, 49% tin rằng bà Harris sẽ quản lý tốt hơn quan hệ với Đài Loan. Sự ủng hộ của cử tri gốc Á ngày càng trở nên quan trọng trong các kỳ bầu cử gần đây. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, số cử tri gốc Á đủ điều kiện bỏ phiếu đã tăng thêm 2 triệu người, tương đương 15% trong 4 năm qua, và họ có thể chiếm khoảng 6% tổng số cử tri vào tháng 11 tới. Chị Khung. Những cử tri này từng giúp ông Biden chiến thắng ông Trump vào năm 2020 và sự ủng hộ của họ có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc đua giữa bà Harris và ông Trump. Các chuyên gia nhận định rằng người Mỹ gốc Á vốn có xu hướng ủng hộ đảng Dân Chủ, coi trọng cách tiếp cận ổn định và rõ ràng của bà Harris trong các vấn đề về kinh tế và quyền công dân, cũng như quan hệ quốc tế, đặc biệt là trong vấn đề Trung Quốc. Mặc dù bà Harris đã cam kết sẽ giúp nước Mỹ chiến thắng Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh toàn cầu, song cử tri gốc Á vẫn bày tỏ lo ngại về chính sách thuế quan, cứng rắn và các động thái có phần khó đoán của ông Trump, đặc biệt là trong việc giải quyết mối quan hệ với Trung Quốc và Đài Loan. Sự khác biệt chính trong chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương giữa hai ứng viên nằm ở việc bà Harris ưu tiên hợp tác đa phương, trong khi ông Trump có xu hướng theo đuổi các thỏa thuận song phương và chính sách nước Mỹ trên hết. Điều này có thể làm suy giảm vai trò của các nước ASEAN và khiến cử tri gốc Á lo ngại về những bất ổn trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng cộng đồng người Mỹ gốc Á không phải là một khối chính trị đồng nhất. Dù có sự ủng hộ lớn dành cho bà Harris, những vấn đề như kinh tế, giáo dục và sức khỏe vẫn là mối quan tâm hàng đầu của họ. Nếu bà Harris đắc cử, bà sẽ trở thành nữ tổng thống da màu đầu tiên và là người gốc Á đầu tiên đảm nhiệm cương vị cao nhất này, đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng. Thưa quý vị, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump được dự đoán sẽ giành chiến thắng ở tất cả bang chiến trường và sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, theo dữ liệu do trang đặt cược cho thấy. Cụ thể, trang đặt cược Election Betting Odds ngày 22 tháng 10 công bố tỷ lệ đặt cược, với tỷ lệ dự báo ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng ở các bang Arizona là 72,1%, Georgia là 70,5%, North Carolina là 66,5%, Pennsylvania là 61,5%, Nevada là 60,7%, Michigan là 59,5% và Wisconsin là 57,5%. Trong khi đó, đối thủ của ông Trump bên đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, được dự đoán sẽ thua ở tất cả các bang này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Phân tích dự đoán rằng ông Trump sẽ giành được 312 phiếu đại cử tri so với 226 phiếu của bà Harris. Cuộc đua vào Nhà Trắng cho đến nay vẫn rất khó đoán vì các cuộc khảo sát vẫn có sai số. Theo giới chuyên gia, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin sẽ là các bang chiến trường quyết định kết quả cuộc bầu cử tháng 11. Chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đang ở trong giai đoạn cao trào khi cả hai đều đang tập trung nỗ lực để giành được các cử tri. Hiện cả hai ứng viên đều bám đuổi sát sao trong các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử. Những bang chiến trường sẽ có vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Hiện tại, cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở các bang để đảm bảo con số đó. Theo một cuộc khảo sát do tạp chí The Atlanta Journal-Constitution thực hiện, ông Trump đang dẫn trước bà Harris 4% ở bang chiến trường Georgia. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa nhận được 47% tỷ lệ ủng hộ, trong khi ứng viên Đảng Dân Chủ được 43% tỷ lệ ủng hộ. 8% cử tri cho biết họ vẫn chưa quyết định. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 10 trong số 1.000 cử tri tiềm năng ở Georgia. Một cuộc khảo sát khác do Reuters Ipsos thực hiện với 4.100 cử tri Mỹ cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3% trên quy mô toàn quốc, với tỷ lệ là 46% so với 43%. Khi được hỏi về cách tiếp cận đối với vấn đề nhập cư và kinh tế, những người được khảo sát đã ủng hộ ông Trump, người dẫn trước với tỷ lệ 46-38% về kinh tế và 48-35% về nhập cư. Trước khi đó, tại Cuba, hệ thống điện đã được khôi phục một phần sau sự cố ngắt hoạt động kéo dài hơn 4 ngày và ảnh hưởng đến toàn bộ hòn đảo Caribe. Thậm chí vào đêm ngày 21 tháng 10, những người dân thất vọng ở thủ đô Havana đã xuống đường để bày tỏ sự bất mãn. Hàng chục cư dân hô vang, chúng tôi muốn có ánh sáng, trong khi đập nồi bằng thìa kim loại. Họ bày tỏ thái độ tức giận sau nhiều ngày không có điện trong nhà bởi sự cố sập lưới gần như chưa từng có trong lịch sử. Sự cố mất điện toàn quốc đã dẫn đến một loạt các vấn đề ảnh hưởng đến xã hội Cuba. Nhiều hộ gia đình đã bị hỏng thực phẩm do tủ lạnh không hoạt động và làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực. Ngoài ra, việc thiếu điện đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nước và khí đốt, làm phức tạp thêm điều kiện sống hàng ngày của nhiều cư dân. Đến ngày 22 tháng 10, các quan chức cho biết khoảng 90% Havana, một thành phố có khoảng 2 triệu người, đã vận hành lại hệ thống vào giữa trưa. Mặc dù vậy, chính phủ cũng cảnh báo tình trạng mất điện vẫn có thể tiếp diễn. Đến chiều ngày 22 tháng 10, các doanh nghiệp dần mở cửa trở lại và các dịch vụ công cộng bắt đầu ổn định, mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho người dân.
Tuy nhiên, sự cố này là lời nhắc nhở nghiêm khắc về những thách thức về cơ sở hạ tầng và khả năng phục hồi của người dân Cuba khi phải vượt qua nghịch cảnh. Thưa quý vị, một nhóm nghiên cứu từ trường Đại học Chile đã giới thiệu ngôi nhà làm bằng bê tông mang tên ngôi nhà hạt giống có 102 ở khu vực Mỹ Latin khi nó không được xây dựng bằng phương pháp truyền thống mà thông qua kỹ thuật in 3D. Đây là ngôi nhà hạt giống, ngôi nhà bằng bê tông được tạo ra từ phương pháp in 3D. Tại Santiago, Chile, nhóm nghiên cứu đã sử dụng máy in Artenia UBB và robot công nghiệp KUKA KR120, chỉ tiêu tốn khoảng 29 giờ, đổ từng lớp bê tông để dựng lên mô hình ngôi nhà có diện tích 30m² với 7 bức vách kiên cố. Các thành viên nhóm nghiên cứu cho biết phương pháp mới có được độ linh hoạt, mặc dù những vấn đề chi phí và độ bền vẫn đang được kiểm chứng. Công nghệ này mang tính cách mạng khi thay đổi cách xây dựng truyền thống, nơi các bản vẽ được lập trình trong hệ thống máy tính, với chi phí rõ ràng và thời gian được xác định. Công nghệ này có tính linh hoạt và thay đổi liên tục. Ở đây, vai trò của con người nằm ở việc kiểm soát máy móc, thay vì các yếu tố khách quan bên ngoài để quá trình sao chép phù hợp với điều kiện thực tế. Dự án nhận được sự quan tâm của nhiều công ty xây dựng, trong đó có Conception, khi giới thiệu loạt nhà mẫu ở khu phố Torreones. Nếu thành công, dự án sẽ góp phần giải quyết vấn đề nhà ở giá rẻ và an toàn tại các khu đô thị ở Chile và Nam Mỹ. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Hãy bấm đăng ký kênh để liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất trên thế giới. Thùy Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.